Thì đội của em khoảng 20 người, làm việc từ 6 giờ sáng đến cỡ 6 giờ chiều. Trung bình thì một ngày cỡ 50 tấn. Ngày làm có thể được 7 đến 800 ngàn. Chúng là vất vả. Tùy nó tổ. Hàng bọn anh cầm bút, bọn anh viết bài chứ không có tiền thì bọn